Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu xét theo sự tiếp nối của phụng vụ thì chúng ta trong Chủ nhật tuần trước đã được nghe Hội Thánh công bố cho chúng ta cũng tin mừng của Thánh Matthew và nói về việc mà những người được mời gọi vào làm vườn nho cho ông chủ. Và có người đến trước nhất cho tới người tới sau cùng, và cuối cùng cũng nhận được một đồng. Và đó là cách hiểu, cách nói cho chúng ta về chính cái lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Ở trong Kinh Thánh và nhất là trong Cựu Ước, và khi nói tới vườn nho thì có nghĩa là nói tới chính Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Và nếu áp dụng cho chúng ta trong ngày hôm nay thì vườn nho có lẽ đó là chính giáo hộ, là hội thánh của Chúa Kitô. Mà vườn nho đấy cũng có thể là tất cả con người, tất cả thế giới này. Và như vậy thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay đây, Chúa Giêsu hội thánh công bố cho chúng ta lời mà Chúa Giêsu ngài nói ra cái dụ ngôn của một người cha có hai người con đấy, và ông ấy tới để nói với chúng đi làm vườn nho. Và cái vườn nho của đối với chúng ta như bây giờ cũng được mời gọi để đi vào làm trong vườn nho, nghĩa là tất cả cái thế giới này, đời sống xã hội này của mỗi một người chúng ta. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại và suy gẫm lại chính lời Chúa nói ngày hôm nay qua dụ ngôn. Người con thứ nhất khi ông chủ tới, khi người cha tới nói mời hôm nay con đi làm vườn nho, và người con đấy từ chối thẳng thừng, còn không muốn. Nhưng mà ngay sau đó tác giả tin mừng Thánh Matthew cho chúng ta biết người con đã hối hận và đi làm. Chúng ta dừng lại một chút ở nơi người con thứ nhất này, chúng ta thấy người cha nói rằng hôm nay con đi vào làm vườn nho cho cha. Và thưa anh chị em, khi ở đây Đức Giêsu dùng cái từ hôm nay đấy là nói một tức là ngay bây giờ, lúc này. Hay chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, hiểu ở trong bối cảnh của Kinh Thánh thì có thể hiểu đấy là chính cái thời điểm mà Thiên Chúa ngài đã thực hiện ơn cứu độ và ngài trao ban cho nhân loại này. Và bây giờ ơn cứu độ đấy phải được tiếp tục trao ban cho mọi người, cho tất cả mọi người. Và những ai mà đã được đón nhận lấy tin mừng đó thì bây giờ được mời gọi để đi vào công bố tin mừng đó, có nghĩa là đi làm vườn nho cho chính Thiên Chúa là thế giới này. Có lẽ chúng ta có một cái kinh nghiệm, có một lúc nào đấy đấy, để mà sống tin mừng hay để mà sống thánh ý của Chúa trong đời sống của mình, chúng ta lại cũng không muốn. Không muốn ở đây có nghĩa là nói tới làm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Đọc cái trong tin mừng của Thánh Matthew, ý muốn ở đây nghĩa là nói tới chính ý muốn của Thiên Chúa Cha. Mà thưa anh chị em, người mà thi hành ý muốn một cách trọn vẹn hơn ai hết đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn. Và bây giờ mỗi một người chúng ta trong tư cách là những người thuộc về Đức Giêsu Kitô đấy, chúng ta được mời gọi tiếp tục thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta có cái kinh nghiệm có một lúc nào đấy mà chúng ta không muốn sống với những cái giá trị tin mừng, có thể nói như thế. Có một lúc nào đấy mà chúng ta chưa muốn để mà sống trọn vẹn cái ơn gọi là con cái của Chúa, là người Kitô hữu, là người thuộc về Thiên Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, chắc chắn chúng ta lại có kinh nghiệm là chúng ta thấy cái lời từ chối đó có cái gì đó không ổn, và ta phải hối hận, ăn năn, và chúng ta gọi là hối hận, ăn năn, sám hối. Người con, người thứ nhất này, khi nói không muốn đấy, nhưng mà khi đã hối hận, ăn năn trở lại, thì đã đi làm vườn nho cho người cha. Còn người con thứ hai thì nói một cách rất là mạnh mẽ và dứt khoát.
Mà anh lại dùng những cái từ rất là trịnh trọng. Vâng, thưa Ngài. Hay nói một cách cụ thể là con đây thưa Ngài. Tức là vâng lời ngài, con đi làm mời theo cha. Nhưng mà trong thực tế thì lại không có đi là vườn nho của người cha. Và thưa anh chị em, nếu xét trong cái bối cảnh của lời Đức Giê-xu ngài kể cái dụ ngôn này, thì cái người con thứ hai đấy được áp dụng cho chính hàng ngũ lãnh đạo của Do Thái giáo. Những người mà tưởng chừng như là đã có được lời của Thiên Chúa, lề luật của Thiên Chúa, những người như thể là am hiểu được thánh ý của Thiên Chúa trong Kinh Thánh và hiểu biết được. Và những người tưởng rằng là mình đang làm theo thánh ý Chúa và sẵn sàng vâng đem làm. Nhưng mà trong thực tế thì lại không, bởi vì họ đã không nhận ra được Đức Giê-xu Kitô và đã không đón nhận Ngài. Đức Giê-xu ngài đã nói một cách rất là thẳng thắn và cụ thể. Ngài hỏi rằng trong hai cái người con đấy, người nào làm theo ý cha? Và chắc chắn người ta trả lời ngay. Các thượng tế và kỳ mục có trả lời ngay, đó là người con thứ nhất. Người thứ nhất đã làm theo thánh, đã làm theo ý của cha. Và Đức Giê-xu ngài nói với họ: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi các ông thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Vậy hóa ra cái hình ảnh của người con thứ nhất đấy được áp dụng cho tất cả những ai bây giờ đón nhận cái lời của Đức Giê-xu Kitô và tin, và có một cái sự trở về với Thiên Chúa. Mà cái người con thứ hai này thì lại áp dụng cho những người lãnh đạo trong Do Thái, hay là có thể nói là áp dụng cho tất cả những ai mà bây giờ thấy được lời Thiên Chúa, thấy được sự thật của Thiên Chúa, thấy được ơn cứu độ của Thiên Chúa được trao ban, đã được công bố, mà người ta thẳng dừng từ chối, hoặc là người ta vì một cái lý do nào đấy, vì một cái lợi ích nào đấy mà không đón nhận. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cái suy niệm về chính cái kinh nghiệm hay là cái lối sống cụ thể của mỗi một người tin chúng ta, trong chính hoàn cảnh của gia đình chúng ta, của cộng đoàn chúng ta, của xã hội chúng ta, nhất là của xã hội Việt Nam này chúng ta. Đức Giê-xu ngài đã đến, ngài công bố tin mừng sự công chính của Thiên Chúa. Và tin mừng sự công chính đó vẫn được công bố, vẫn được loan báo trên khắp nơi. Nhưng mà vẫn có một cái thế lực, chúng ta có thể nói như thế. Có một cái thế lực nào đó vẫn như thế là chống lại lấy chính cái sự công chính của Thiên Chúa. Chống lại sự thật của Thiên Chúa. Và chúng ta vẫn kinh nghiệm được ngay trong xã hội của chúng ta một cách rất cụ thể. Người ta vẫn tuyên truyền, người ta vẫn giao truyền để làm một cái xã hội văn minh công bằng. Người ta sống, tuyên truyền sống một cái xã hội văn minh công bằng, tốt đẹp. Nhưng mà trong thực tế thì không phải vậy. Bên ngoài xem ra thì có vẻ thấy thế, nhưng mà trong thực tế thì không như thế. Và chúng ta kinh nghiệm được những điều xảy ra trong xã hội của chúng ta. Thậm chí là trong chính cái cuộc sống của mỗi một người chúng ta. Hình ảnh mà cái người con thứ đấy nói là vâng thưa ngài con đi, xem ra bên ngoài thì có vẻ rất là mạnh mẽ, xem ra bên ngoài thì có vẻ là cam kết để mà sống tốt, để mà làm được điều kia, nhưng mà trong thực tế thì lại đi theo một cái hướng khác. Theo một cái hướng như thế là đứng về một phía mà luôn luôn có cái thế là chống lại Thiên Chúa, chống lại sự công chính, chống lại sự thật của Ngài. Thế nên thưa anh chị em, một khi người ta đấy đã chủ trương một cái sự gọi là chống đối lại Thiên Chúa, không chọn lấy Thiên Chúa làm đức công chính của đời mình, thì chúng ta đã kinh nghiệm đó. Những cái sự giữ và những cái sự tối tăm và những cái sự gọi là không tốt lành, không tốt đẹp, nó luôn luôn xảy ra trong xã hội, trong đời sống của chúng ta.
Một khi người ta mà có một cái chủ trương là một chủ trương chẳng tin vào một Thiên Chúa nào cả, có một cái chủ trương đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, thì cuối cùng là người ta vẫn có thể, sẽ có thể đi vào rơi cái tình trạng của cái người con thứ hai. Bên ngoài thì rất có nhiều những biểu ngữ, điều kia rất là đẹp, nhưng mà trong thực tế thì lại không phải là như thế. Trong thực tế như thế là đang đi theo một cái sự giữ, cái sự gian dối, cái sự ác. Và rõ ràng là chúng ta kinh nghiệm được, thấy được cái sự gian dối nó tràn ngập trong cái xã hội này, trong cuộc sống này. Và người ta dễ lọc lừa nhau. Mà chúng ta có thể kinh nghiệm thấy cái sự ác nó đang xảy ra trên thế giới này, và một cách cụ thể là trong chính môi trường xã hội đời sống của chúng ta. Trên thưa anh chị em, khi mà người ta không trở về với Thiên Chúa, người ta không đặt mình trong cái tư cách, trong cái tương quan với Thiên Chúa, trong tư cách là con, trong tư cách là những người thuộc về sự công chính của Thiên Chúa, thì tất cả những cái sự giữ, những cái tối tăm nó sẽ đè trên con người ta, và nó đẩy con người ta đi tới một cái sự sống đi ngược hẳn lại với sự thật, sự công bằng, sự công chính của Thiên Chúa. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho trước tiên là mỗi một người chúng ta đó, hãy lắng nghe lấy lời của Chúa. Và một khi chúng ta đã thưa lên với Chúa để mà cam kết sống với tư cách là con cái của Thiên Chúa, sống với tư cách là những người đã được ơn cứu độ của Thiên Chúa chạm vào trong cuộc đời của mình, thì ánh sáng của ơn cứu độ đấy phải được sống và phải được lan tỏa ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hôm nay mỗi một người cũng trong tư cách là những người con của Chúa được mời gọi đi vào làm vườn, trong vườn nho, để làm trong vườn nho của Chúa. Vườn nho của Chúa chính là cái môi trường sống cụ thể của chúng ta bây giờ, là gia đình của chúng ta, là cộng đoàn của chúng ta, là xã hội của chúng ta bây giờ. Chúng ta được mời gọi làm trong vườn, mỗi một người chúng ta đấy làm trong vườn nho của Chúa, để đưa những cái giá trị của tin mừng, giá trị của sự thật, giá trị của tình yêu mà chúng ta đã kinh nghiệm được, mà chúng ta đã sống được, chúng ta đã nhận lãnh được từ nơi Thiên Chúa, để từ đó chúng ta lại cũng lan tỏa tất cả cái những giá trị sự sống, sự công chính của Thiên Chúa đó trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện để cho ánh sáng của Đức Giêsu Kitô được chiếu rọi vào trong tất cả mọi người, nhất là những người mà có những cái chủ trương sống trong cái sự gian dối, sống trong cái sự độc ác, sống trong bóng tối, thì làm sao chớ gì ánh sáng của Đức Kitô chiếu rọi vào những nơi đó, để tất cả mọi người chúng ta được hưởng những giá trị mà Thiên Chúa Ngài đã sẵn sàng, sẵn lòng ban cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Thiên Chúa Ngài sẵn sàng trao ban để cho con người được sống, cho mỗi người chúng ta được sống và sống dồi dào trong tình yêu của Ngài.